Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là hàng trả khách nhà em ngày 2 tháng 3 năm 2022 ạ. Đó. Hàng em đóng cho khách nhà em ạ. Đấy, em sẽ nhân đây thì em sẽ giới thiệu với các bác một số đặc sản ở bên em nhé. Thứ nhất đấy là trà hoa cúc đường phèn này. Đấy. À, đây là hạt kỷ từ đỏ ấn Ninh Hạ. Đây là thịt trâu sấy này. Đây là ba kích tím tách. Và mẫu này là gửi cho khách ở xa nên là em tách xong thì em có tráng qua rượu rồi mới hút chân không ạ. Đấy. À, một số mẫu dao gửi khách ạ. Mẫu này là mẫu dao đặt rèn theo yêu cầu ấy ạ. Ôi, cái con dao này hơi khó một chút. Đấy, vỏ dao làm bằng gỗ cẩm chỉ này. À, em có bọc đồng này, theo yêu cầu của khách là bọc đồng hai đầu. Và có dây mây quấn này. Đấy. Đây là lưỡi dao này. Độ dài, nguyên độ dài của lưỡi nó rơi vào 30cm. Và lưỡi này là lưỡi cách tân. Đó. À, dao mèo này là do chính tay người Mông ở Lai Châu rèn ạ. Chất liệu của lưỡi này là rèn từ nhíp uát này. Đó. Cán thì em có ốp đồng nguyên chất này. Đấy, cán bằng gỗ cẩm chỉ. À, độ dày của dao mèo chắc rơi vào khoảng 5 ly đấy. Và nó có thon dần về mũi. Và khi các bác sử dụng dao mèo ấy thì nửa một phần từ giữa dao đến phần cuối này các bác chặt cây này, chặt xương. Còn từ phần nửa của dao hất lên trên này là công dụng của nó chuyên thái. Tại vì công dụng của mèo nó rất là đa công dụng ấy. Đó. Các bác dùng phải dùng như vậy thì nó sẽ không bị có bất kỳ lỗi gì. Đó. Đây là mèo cách tân này. Đấy, có cả bao luôn. Mẫu này là khách đặt rèn theo yêu cầu ạ. Đây là đập tay hoàn toàn luôn ạ. Còn đây là mẫu chặt gà vịt. À, đây là mẫu chặt gà vịt, bản này là bản 20 x 10. Tức là độ dài lưỡi của nó rơi vào 20cm. Và bản này là độ rộng của nó vào 10. Và độ nặng nó rơi vào khoảng 550g. Còn độ dài cán thì nó rơi vào 13cm. Đấy. Cán dòng dao bếp này thì cán là sẽ xeo phôi của thợ mộc rồi. Thường trung bình nó khoảng 13-13,5cm. Đấy. Đây là mẫu thái, bản này là thái bản thép trắng không gỉ này. Đó. Thép trắng không gỉ. Độ dài lưỡi của nó sẽ rơi vào khoảng 21cm. Và độ rộng của nó rơi vào khoảng 7,5cm. Và dao chuyên thái, dòng dao chuyên thái thì độ dày của nó chỉ rơi vào khoảng 2 ly thôi. Và con này nặng 300g. Nếu mà dao thái nhỏ hơn thì nặng 200g. Đây vẫn là chặt gà vịt, đây là vẫn là chặt gà vịt bản 20x10. Và cái dòng này em có đặt nhận làm con chặt xương hoặc là con thái, cũng bản như này, thường nhà hàng hoặc là quán phở họ hay đặt. Đây là dòng dao gì đây, D3 thép trắng không gỉ. Mẫu này thì chuyên để lọc cá, cá hồi này. Đã. Hoặc là thái, chuyên thái, lọc D3 chuyên thái. Mẫu này là rèn từ thép trắng không gỉ. Và toàn bộ dao bếp thì em chốt bằng khâu đồng. Khâu đồng hết ạ. Mẫu này là mẫu thái. À đây, đây là mẫu chặt xương này. Tông chặt xương. Đấy, con này nó nặng khoảng 800g này. Độ dài lưỡi nó rơi vào 30cm. Và độ dày của nó rơi vào khoảng 5 ly. Đấy, độ rộng của nó thì khoảng 5cm này. Mẫu này là mẫu chặt xương. Cái dòng này thì em bảo hành luôn là chặt cả xương trâu, xương bò. Nếu mà chặt mà lưỡi có vấn đề gì sẽ đổi con mới trong vòng 15 ngày. Đó. Còn dòng này đó là dòng dao thái to.
Thái to thì nó cũng nặng 300g, giống với mẫu dao thép trắng không gỉ. Xem có vẻ là con này sẽ ngắn hơn một chút. Dao thái này sẽ rơi vào khoảng 20, độ dài lưỡi khoảng 20 này. 20 và độ rộng của nó khoảng 7,5 đến 8 cm. Độ dày của nó thì vẫn là 2 ly. Tại vì dòng dao thái thì chỉ cần 2 ly thôi. Nếu mà dày quá thì không sắc. Này. Và dòng dao này thì với những con dao nhíp thì rất sắc, nhưng mà nó có nhược điểm, nó là dễ rỉ. Khi mà mình dùng xong thì các bác bảo quản bằng cách là rửa sạch, lau khô. Và nếu mà cẩn thận hơn thì các bác có thể quét một lớp dầu ăn hoặc là dầu dừa lên trên thân dao để dao nó không bị rỉ. Đó. Còn với những cái dòng dao mà thép trắng không rỉ này thì nó không rỉ một chút nào luôn. Nhưng mà có nhược điểm là nó sẽ không sắc ngọt bằng so với nhíp. Đó, nên là một số bác thì sẽ thích dòng dao thép trắng hơn, hoặc là một số bác thích dùng dao nhíp nào. Đấy, tùy vào nhu cầu của các bác. Còn đây là ruốc cá hồi, nhưng mà em đóng rồi, em đang đóng dở rồi. Đây là móc khén này, móc khén rừng Tây Bắc. Móc khén này là em chưa có dao xay đâu, các bác về dùng các bác tự dao xay ạ. Còn đây là bột sắn dây này. Đấy, bột sắn dây chuẩn luôn ở vùng Lai Châu. Và đây là bột gạo nếp này. Gạo nếp em có bán cả gạo nếp cỏ ràng luôn, và bột gạo nếp là chị khách nhờ đi nghiền hộ. Đấy. Còn đây là mật ong. Mật ong này là mật ong đá rừng này. Đấy. Lên ga khá là nhiều luôn. Đấy. Khách đặt 2 lít. Đấy. Em phát được 2 lít. Thực ra vẫn còn nhưng mà nó chưa chảy ra thôi. Còn đây là tương ớt Mường Khương Lào Cai này, tương ớt Mường Khương Lào Cai. Các bác, một số bác thì sẽ không thích dòng tương ớt mà hay bán ở quán tạp hóa, thích dòng tương ớt mà tự làm như này. Nó sẽ cay hơn, đậm hơn, cay tê và đậm hơn. Còn đây là tinh dầu xả. Tinh dầu xả Mường Tè. Đấy, dịch giã nên là các bác đặt rất là nhiều. Tinh dầu xả này là được trưng cất thủ công ở vùng ở Mường Tè này, ở thung lũng Mường Tè Lai Châu của người dân tộc Hà Nhì, họ ở trồng theo dự án xả. Trồng rất là nhiều luôn ạ. Cây xả Mường Tè này là cái cây xả đỏ ấy, không phải là cái cây xả trắng mà mình hay ăn đâu. Xả trắng mà mình hay ăn thì người ta sẽ gọi là xả chanh. Và mẫu xả đấy thì đắt hơn, còn mẫu này là xả Mường Tè thì cây thân xả màu đỏ và mẫu này thì không ăn được. Các bác có thể dùng một vài giọt để lau nhà khử mùi, hoặc là cho vào máy xông tinh dầu. Đấy, mùi xả rất là thơm luôn. Và để phân biệt tinh dầu xả chuẩn ấy, thì đầu tiên này, các bác lắc nhẹ một chút này. Đấy, nó sẽ hiện lên những cái bọt này. Bọt đấy nó sẽ tan đi rất là nhanh luôn. Đấy. Và bằng cách thứ hai đó là các bác cho một cái cốc nước này, các bác nhỏ một giọt tinh dầu xả vào trong cái cốc nước đấy, và cái tinh dầu này nó nổi hoàn toàn trên mặt nước, đấy là tinh dầu xả chuẩn này. Đây là nụ tam thất không cuống. Nụ tam thất không cuống loại 1 đấy ạ. Đấy, túi này được 250g. Đây này. Đây là đũa tre của người Thái Sơn La. Đũa tre này là bót hoàn toàn thủ công luôn ạ. Mỗi một bó đũa tre này là 10 đôi đũa nhỏ. Đây, đũa này là gọi là đũa ăn này. Còn đũa dài dài này là đũa xào. Đấy, đũa ăn và đũa xào. Mẫu này em có đủ luôn ạ. Và có sẵn số lượng nhiều cho các bác lấy xỉ ạ. Còn đây là miến rong bình lư. Đấy, đây là miến rong bình lư đặc sản ở vùng Bình Lư Tam Đường Lai Châu. Miến rong này thì có hai loại, đó là miến sợi nhỏ và miến sợi to đấy. Sợi nhỏ này thì ăn sẽ ngon hơn. Đây là
Đây này. Còn đây là táo đỏ Tân Cương. Mẫu này là táo đỏ size to. Đây. Mỗi túi này là 500g. Đấy, bác nào có nhu cầu về giao bếp hoặc đặc sản gì alo em nhé. Xin chào các bác ạ.